Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thầy Họ Web. Và bây giờ chúng ta tiếp tục bài học. Hey, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thầy Họ Eboli. Các bạn thân mến, thì clip này sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng sự kiện mount over mà mount out cho một cái thẻ IMG. Thì một ví dụ như sau, thì mình đã có một hình bình thường ha. Khi mình hover vô cái hình đó thì nó sẽ đổi một hình khác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một cái demo giống như thế này. Chúng ta có một cái hình, khi hover vô thì cái hình đó được đổi thành hình khác ha. Và nó có thêm một cái border. Đó, ok không? Rồi ok ha. Thì các bạn theo dõi phần chi tiết như sau. Thì đây là cái bài đầu, đây là cái file ruột, mình chưa có gì hết. Mình chỉ có một cái IMG và cái file hình default thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ lập trình như sau. Khi mà chúng ta hover vô cái thẻ IMG này á, chúng ta sẽ dùng sự kiện là, chúng ta sử dụng cái sự kiện là on mount over. Đó. Và chúng ta gọi tới một cái hàm nào đó, thì tôi sẽ đặt tên là over IMG, ví dụ như vậy. Đó. Tương tự như vậy, với sự kiện out thì chúng ta sử dụng là on mount out. Đó. Thì mình sử dụng một cái hàm, mình định nghĩa mình sẽ khai báo một cái hàm là out IMG. Đấy. Ví dụ như vậy ha. Rồi nghĩa là sao? Nghĩa là với cái thẻ IMG này có ID rồi thì chúng ta sẽ load hình lên. Thì tôi đã chuẩn bị sẵn trước hai tấm hình rồi, là 1 và 2 nằm trong một email. Thì các bạn có thể là viết code server rip như sau. Đó, mình khai báo là function. Đó, function. Rồi sao nữa các bạn? Over IMG ha. Rồi, nó không có tham số nha các bạn. Khi mà hover vô thì chúng ta làm gì? Chúng ta thay đổi cái src này của thẻ IMG này. Đó, thì đơn giản là document.getElementById, mở ngoặc đơn ra, nháy đôi, bóng đèn. Rồi, thay thế cái src bằng một cái đường link mới. Ví dụ đường link này là img email-2.zbg. Rồi, chúng ta cần một cái đường viền, thì chỉ cần là nguyên cái này ha các bạn. Rồi mình chấm style.border. Đó, style.border. Cái này là mình ôn lại luôn nè. Style.border. Và bằng với một cái chuỗi giá trị, ví dụ một pixel màu đỏ solid. Đó, ví dụ như vậy. Rồi, bây giờ hover mà làm được thì ao mà làm được thôi. Thì các bạn coi kết quả ha. Rồi F5 ha, coi kết quả ha. Bình thường thì trạng thái bóng đèn nó như vậy, rê chuột vô, màu sáng lên và có viền màu đỏ. Rồi, rê chuột ra thì mình làm ngược lại vậy thôi. Thì mình cứ biên nguyên cái function này mình pass xuống. Rồi, mình đổi lại cái tên là out IMG. Thì khi mà out IMG thì mình đổi lại số 1 này thành là số 2. Đấy, và cái giá trị này mình lại bằng 0. Đấy, mình cho lại bằng 0 nghe quý vị. Nghe các bạn, mình cho lại bằng 0. Mình cho lại bằng 0 tức là nó không còn border luôn. Rồi, mình cho cái đường dẫn này là lại số 1. Đường dẫn hình là số 1. Rồi, về quy tắc thì mình sẽ làm vậy là ok, đúng rồi chứ không có gì hết. Nhưng với một cái bài mà hover như thế này mà nằm trên internet á, thì nó sẽ load cái file này nè rất là lâu. Vì thế cho nên mình phải làm thêm một bước nữa như sau. Tức là mình phải load được cái đường dẫn này lên trước khi mình hover vô cái IMG. Thì để load được cái đường dẫn này lên trước, nghĩa là mình phải khai báo một cái function ha. Một function mới, một function là function load IMG chẳng hạn. Thì mình sẽ khai báo rằng sẽ có hai đối tượng sử dụng cái đối tượng email của JavaScript, và mình gán cái thuộc tính src cho cái email đó. Vì vậy cho nên để cho hai cái function sau này nè mà nó sử dụng được cái đối tượng đó, thì mình khai báo cái đối tượng mới đó ở ngoài này, tức là ở cái vị trí toàn cục. Thì mình khai báo là va email 1 chẳng hạn bằng new, nếu mà sử dụng một cái đối tượng nào đó thì mình là new, đối tượng có sẵn trong JavaScript là new email ha, có ngoặc đơn nha các bạn. Rồi sau đó mình làm gì? Khai báo tiếp một cái đối tượng khác là IMG2 cũng là new email luôn. Rồi, sau đó thì trong cái hàm load này nè, mình chỉ cần là gán cái IMG1 này nè chấm src bằng với giá trị mà đường dẫn của hình thứ nhất. Đó, tương tự như vậy, IMG2 cũng vậy ha. IMG2 cũng vậy. Chấm src bằng cái đường dẫn của hình thứ hai. Đấy, thì lúc này thay vì cái giá trị mình để trực tiếp thì bây giờ mình để giá trị là img1.src, img2.src là ok. Đã. Rồi, các bạn thử trải nghiệm. Wow, xuất sắc luôn. Xuất sắc. img1.src, img1.src. À, tức là mình chưa có load cái img này lên nè các bạn. Tức là cái load này thì mình sử dụng cái sự kiện là on load của body á. On load nè. Đó, load img nha. Thì lúc này thì cái trang web nó sẽ tự load cái file đó lên. Rồi mình hover vô thì cái sự kiện nó y chang như bữa nãy mình làm trực tiếp. Nhưng cái cách này thì mình làm thì hình nó sẽ lên luôn, nó sẽ lên trước khi mình hover vô cái IMG đó, cho nên web mình nó sẽ nhanh hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi phần hướng dẫn làm sự kiện mount over và on mount out cùng với cái hàm onload của body.
Rồi các bạn coi kỹ lại phần này ha, có gì không hiểu thì các bạn hỏi lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phần hướng dẫn rất là chi tiết và cụ thể. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần hướng dẫn clip tiếp theo. Bye bye. Các bạn ơi, nếu mà các bạn lần đầu tiên đến với kênh Thầy Hậu Web, mời các bạn nhấn nút like, subscribe và đăng ký kênh để nhận được các bài học mới nhất. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn. Bye bye.